2020 Bitches, Alex, Nash, Debito, Huang in the house, Alter, jetzt wird abgefuckt, man. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại về chuyên đề hình học lớp 7 và chúng ta đang ở bài số 38. Ở các ngày hôm trước thì mình đã giới thiệu cho các bạn hai cách để tính góc A, D, E. Thế thì bài toán này là bài toán Langley. Đây là một bài toán rất là nổi tiếng và có rất nhiều cách chứng minh khác nhau. Nhưng các bạn cũng có thể search từ đó và tham khảo thêm một số cách. Thế ngày hôm nay mình mang đến cho các bạn một cách thứ ba. Cách thứ ba này thì không phải là không tự nhiên lắm. Tại sao lại không tự nhiên lắm? Bởi vì là hơi khó đối với các bạn, theo mình nghĩ là như vậy. Nhưng tuy nhiên thì nó cũng là một cách rất là hay, tư duy mở. Và theo mình nghĩ thì đã học thì chúng ta nên biết nhiều cách, biết nhiều hướng, đúng không? Thế thì mình nói lại một số ý tưởng như sau. Ở cách đầu tiên thì chúng ta đã dựng tam giác đều AOC. Sau đó dựa vào tam giác đều này mà chúng ta sẽ chứng minh, đúng không nào? Ở cái cách thứ hai là thay vì vẽ tam giác đều AOC thì mình đã vẽ tam giác đều AM. Mình dựng tam giác đều AM. Thì ở cách thứ ba ngày hôm nay thì mình mang đến cho các bạn cái gì? Thì mình vẫn dựng tam giác AOC. Mình vẫn dựng tam giác AOC đều. Tuy nhiên thì mình sẽ khai thác sang một cái khía cạnh khác để có thể tính được góc EAD, được không? Thì mình vẫn dựng tam giác đều như vậy. Đây, ý tưởng của mình là như thế này. Mình vẫn dựng tam giác đều. Có lẽ là mình sẽ vẽ hình luôn cho các bạn nhé, để tránh mất thời gian. Ý tưởng của mình là như này. Đây, mình dựng tam giác đều OAC thì sẽ cắt được K đây. Thì mình dễ dàng chứng minh được tam giác đều này, OAC đều, đúng không? Tiếp theo nữa là mình sẽ có được cái yếu tố. Từ từ, mình nghĩ là mình nên bỏ cái yếu tố bằng nhau này đi. Đây, mình nên bỏ đi. Mình có tam giác đều là OA bằng AC bằng OC. Và sau đó mình sẽ chứng minh được tam giác OKD đều, đúng không? OKD đều. Thế thì khi OKD đều rồi thì mình sẽ có được một cái tính chất rất là đẹp. Đó chính là góc tam giác BKD đều. À, tam giác BKD cân, tam giác BAC cũng cân. Thì như vậy là hai góc này đều bằng 80 độ, đúng không? Và suy ra được KD sẽ song song với AC. Sau đó thì mình sẽ dựng song song. Qua điểm A mình sẽ vẽ AH song song với AC. Thì mình sẽ có được là AHDC là hình bình hành. Hình bình hành thì có các cạnh bằng nhau và các góc đối bằng nhau. Đấy, thì cũng đấy là một ý tưởng nhá. Ý tưởng đầu tiên này. Như vậy là mình vẫn giống, hơi hơi giống với cách số 1. Thì có nghĩa là mình sẽ dựng tam giác OAC đều. Đó, đúng không? Sau khi dựng đều xong thì mình sẽ có được rằng là OKD cũng đều. OKD đều. OKD đều rồi thì mình sẽ chỉ ra được là BKD sẽ cân. À, không cần cân. Mình sẽ chỉ ra được là KD sẽ song song với AC. Sau đó mình sẽ dựng, ý thứ ba là mình sẽ dựng là AH song song với CD. Thì theo dấu hiệu nhận biết về hình bình hành ý, thì hai cặp cạnh đối song song thì suy ra hình bình hành. Như vậy mình sẽ có là ACDH là hình bình hành. Là hình bình hành, được chưa? Hình bình hành các cặp cạnh đối tương ứng bằng nhau thôi. Đấy, ok chưa nào? Thế câu chuyện tiếp theo là gì? Câu chuyện tiếp theo là mình sẽ chỉ ra rằng cái góc x này, cái góc này, hai góc này bằng nhau. Hai góc này bằng nhau. Đấy. Giống như cách số 1 thì mình cũng chỉ ra hai góc này bằng nhau, đúng không? Nhưng ở cách trên ấy thì mình chứng minh hai tam giác bằng nhau, có nghĩa là mình nối O với E lại thì mình chứng minh hai tam giác này bằng nhau. Nhưng bây giờ mình sẽ không chứng minh rằng DE là phân giác. Bây giờ mình sẽ chứng minh DE là phân giác. Là phân giác. DE là phân giác của góc KDA bằng hai tam giác bằng nhau nữa, mình chỉ theo cách khác. Tại sao là phân giác được? Tại sao lại phân giác thì lại tìm ra được góc X? Bởi vì các bạn nhớ nhá, góc này bằng 20 độ này. Đấy, góc này là bao nhiêu nhỉ? Góc K này là 80 thì đây là 100, đúng không? Thì như vậy là sẽ bằng 60 chia 2 thôi. Ok chưa? Như vậy là X sẽ bằng là 60 chia 2. Thì bằng 30 độ thôi. Nhưng bây giờ câu chuyện là muốn chứng minh được phân giác thì phải làm như thế nào? Ý tưởng là làm như thế nào? Thì khó rồi. Khó rồi. Khó hơn tương đối nhiều rồi. Thế thì mình sẽ dựa vào ý tưởng như này. Các bạn thấy rằng là ý gì nhỉ? Mình lại tự dưng mình lại quên mất rồi. Mình sẽ phải dựa vào hình bình hành. Mình dựa vào hình bình hành.
Đó, mình dựa vào các tam giác bằng nhau, hình bình hành và các tam giác bằng nhau. Thế thì mình sẽ làm một động tác như này. Đây, các bạn nhìn nhá, mình nối H với E lại. Đấy, mình thấy một điều rất là xinh là như thế này này. Các bạn thấy góc này 20 độ, thì góc này bằng 20 độ này. Thế thì AE là phân giác, ED là phân giác, thì bây giờ mình chỉ cần chứng minh là HE cũng là phân giác thôi. Nghĩa mình rẽ ra hai nhánh là HE là phân giác và đồng thời là AE là phân giác. Thế thì theo tính chất của ba đường phân giác đồng quy ý, thì nếu HE là phân giác, AE là phân giác thì chứng tỏ DE là phân giác của tam giác nào? Của tam giác AHD. Đấy, tam giác AHD nhá. Thế bây giờ là làm thế nào để chứng minh góc này bằng 20 độ? Làm thế nào để chứng minh bằng góc này bằng 20 độ thì mình sẽ đặt vào hai tam giác bằng nhau đi. Đặt vào hai tam giác bằng nhau. Bây giờ các bạn nhìn cảm nhận xem hai tam giác nào bằng nhau. Đấy, cũng khó đúng không? Hai tam giác bằng nhau cũng khó. Có lẽ là mình sẽ vẽ lại hình. Và sau đó mình sẽ tô màu hai tam giác đấy cho các bạn xem nhé. Để các bạn nhìn rõ hơn. Được không? Đây, mình đang tô màu này. Sau mình lại chọn cái màu xấu thế. Màu tím tím. Màu mắm tôm. Không sao cả nhé. Màu mắm tôm cũng được. Đấy, màu mắm tôm trung tinh quá. Rồi, đây. Mình có tô màu cho các bạn. Đấy, hai tam giác này. Hai tam giác này thì có các yếu tố nào bằng nhau? Câu hỏi này khó đấy, đúng không? Thứ nhất là HD bằng DC. Bằng DC. Đúng là hai tam giác này không nhỉ? Góc này bằng 20 độ, đúng không? Tam giác đều 60 độ thì góc này 10 độ. 60 10 thì cái cộng này là 20. Ok, đồng ý. Như vậy là phải chứng minh OC bằng với AE. Ồ, tại sao OC bằng với AE? Thì các bạn nhớ rằng như lúc nãy mình có chứng minh được cái cộng này AE bằng với AC, mà đây là tam giác đều. Đấy, thế nên là OC cũng bằng AE. Như vậy hai tam giác này bằng nhau. Tại sao cộng này bằng 20 độ? Góc này đúng là bằng 20 độ thật. Tại sao cộng này 20 độ? Chứng minh góc này bằng 20 độ đi. Góc này bằng 20 độ. Mình thấy cần gì nhỉ? À, mình phải chứng minh phân giác. Góc này 60 thì góc này 60 rồi. Ok. Thì tại sao góc này bằng 20 độ các bạn? Góc này bằng 20 độ. Thế thì mình dùng so le thôi. Góc này với góc này. Có được không? Góc này với góc này. Góc này mình đã tính được chưa? Thế cái góc này 60 nhá. Góc này là 80 nhá. 60, 80 thì góc này 40 đúng không? Góc này 40 thì có phải là cộng này là 20 chưa? Như vậy hai tam giác bằng nhau chưa? Nào, theo dõi được không nhỉ? Đấy, góc này 20 thì cái cộng này là phân giác. Ok chưa? Cộng này là phân giác rồi. Như vậy hai tam giác này bằng nhau. Ok chưa? Hai tam giác này bằng nhau thì dẫn tới việc là góc này cũng bằng 40. Đúng chưa? Góc này 40 thì góc này cũng bằng 40, bởi vì tính chất của hình bình hành thì hai góc đối bằng nhau mà. Hoặc là các bạn xét hai tam giác bằng nhau thì góc C bằng góc H, thì như vậy cái này là 40. Như vậy là phân giác rồi, xong chưa? Đấy. HE là phân giác bởi vì nhá là góc AHE sẽ bằng 40 độ và góc AHK thì bằng 80 độ. Đấy, còn AE là phân giác ấy bởi vì là góc HAE bằng với DAE thì bằng 20 độ. Ok, được chưa? Thế như vậy là DE là phân giác, DE là phân giác thì dùng so le trong thì 60 chia 2 là 30 thôi. Ok chưa nào các bạn? Cũng tương đối dài nhỉ. Tương đối dài. Bây giờ trình bày như nào? Có lẽ là sẽ phải dựa vào yếu tố đều đều một tí ở đây. Xong rồi lại cân nữa. AEC cân nữa. Đấy, AE bằng AO. EAO cân. Thế như vậy là EAO bằng 80 độ. E, O, A bằng 80 độ. À, cái này không cần. Như vậy mình chỉ cần cái dưới này thôi. O, A, F. O, A, F. Ok. Rồi. Mình không kể điểm F. Bởi vì tại sao mình không kể F các bạn? Bởi vì hôm trước kể F ý. Kể F xong cứ gõ cái F nó cứ bị sai sai. Mình gọi điểm K đi. C, K. K là gì? Thì O. Rồi, còn lại mình chuyển hết thành D nhá. À, thành K. O, A, K. Rồi. K. K.
Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu này. Mình sẽ bắt đầu. Đầu tiên là mình sẽ phải chỉ ra cái cậu này bằng phân giác đã. Như vậy là mình sẽ sử dụng sau này. Mình sẽ vẽ thêm nhé. Vẽ AH song song với DC. Sao cho H. Vẽ AH song song với CD. Đấy. AH cắt KD. Tắt H. Ok. Mình cần phải suy ra song song nữa. KOD đều, suy ra KDO. KDO bằng 60 độ. Mà DAC bằng 60 độ bằng với KDO bằng 60 độ. Mà hai góc ở vị trí so le trong, nên suy ra là KD sẽ song song. KD song song với AC. Đấy. Kẻ song song. Thì thực tế thì các bạn có thể chứng minh tam giác DAH bằng với tam giác ACB cũng được, hoặc là sử dụng hình hình hành. Có hai cách nhé. Có hai lối suy nghĩ. Một là mình sẽ sử dụng luôn, sử dụng là AHDC là hình hình hành. Đấy. Hoặc là cách tư duy thứ hai, nếu bạn nào mà chưa học hình bình hành ý, bạn nào quên hình bình hành thì có thể chứng minh hai tam giác bằng nhau. Là chúng ta sẽ đi chứng minh. Chứng minh rằng là tam giác HDA bằng với tam giác HDA và CAD. CAD bằng nhau theo trường hợp góc cạnh góc. Đấy. Thì mình cũng suy ra được một loạt các tính chất thôi. Từ đây mình sẽ suy ra được HA bằng CD. Và thứ hai là cái góc AHD bằng với góc ACD. AHD bằng với ACD. Rồi, ok. Tiếp theo này. Mình có song song nhé. Mình phải chỉ ra góc ACD bằng 40 độ đã. Đúng không? Và xét tam giác ACD có góc DAC bằng 60 độ. Góc DCA bằng 80 độ. Từ đây mình sẽ suy ra ADC bằng 40 độ. Được chưa nào? Thế thì bằng 40 độ rồi thì mình lại có được cái yếu tố về song song là AH song song với DC. Thế nên suy ra được rằng là HAD. Góc HAD sẽ bằng với góc CDA bằng 40 độ. Đúng không? Mặt khác góc KAD bằng 20 độ. Nên suy ra được rằng là AK là phân giác của góc HAD. Đấy là xong cái thứ nhất nhá. Cái thứ hai bây giờ phải chỉ ra được tiếp. Thì cái tính chất ở đây cái này cũng bằng 80 độ đi. Bây giờ làm thế nào để chỉ ra được bằng 40 độ? Thì bây giờ mình phải chứng minh hai tam giác bằng nhau. Bây giờ mình phải chứng minh hai tam giác bằng nhau. Thì mình viết ra đây nhá. Xét tam giác EHA và tam giác ODC. Cái này gạch cái gì nhỉ? Ok. Có yếu tố thứ nhất là AH. AH bằng CD. Yếu tố thứ hai rằng là EC bằng OC. Yếu tố thứ ba là góc. Góc HAE bằng với góc OCD đều bằng 20 độ. Đúng chưa? Từ đây mình sẽ suy ra tam giác EHA bằng với tam giác ODC theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Rồi suy ra được góc AHE bằng với góc ODC là cũng bằng 40 độ. Mà góc AHD bằng 80 độ.
nên suy ra được rằng là HE là đường phân giác của góc AHD. Từ đây mình từ 1 và 2 thôi. Đây mình gọi là 1 này. Đây mình gọi là 2 này. Từ 1 và 2 suy ra. Từ 1 và 2 suy ra rằng DE cũng là phân giác của góc HDA. Từ đây mình cũng suy ra được rằng là X sẽ bằng 60 độ 92 nhân 1/2 sẽ bằng 30 độ. Đấy, ok chưa các bạn? Lời giải thì cũng tương đối vắn tắt rồi. Cách làm thì cũng tương đối là khó chịu. Với góc nhìn về hình bình hành thì nó sẽ ngắn hơn một đoạn. Còn không thì mình sẽ chứng minh hai tam giác bằng nhau thì nó cũng vậy thôi. Vẫn có thể dùng một cách ngắn gọn được. Thế như vậy là bài ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn vào các ngày tiếp theo. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ bấm like và share cho mình nhé. Ngày hôm sau mình sẽ giới thiệu cho các bạn thêm một cách khác nữa. Bài này nhiều cách lắm. Mà nổi tiếng mà hay luôn nhá. Bye bye.